Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dù có đăng ký xếp hàng, nhưng Đất rừng phương Nam không phải là phim do nhà nước đặt hàng. Ngay từ khi mới ra rạp, phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Tác phẩm cũng nhận về những ý kiến trái chiều về yếu tố lịch sử, về một số tên gọi trong phim. Mới đây, khán giả lại một lần nữa xôn xao trước nghi vấn phim được nhà nước đặt hàng. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết phim Đất rừng phương Nam có đăng ký xếp hạng để trở thành phim nhà nước đặt hàng, nhưng sau quá trình thẩm định dự án, thẩm định kịch bản phân cảnh chi tiết, thẩm định giá thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không chọn phim này để đặt hàng. Theo đó, việc đặt hàng sản xuất phim điện ảnh từ nguồn ngân sách nhà nước được triển khai hàng năm. Bước đầu tiên là dự kiến và lập danh sách đăng ký kế hoạch sản xuất phim trong năm từ các nguồn kịch bản của các hãng phim nhà nước, tư nhân. Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 5 tháng 9 năm 2018, công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê, HK Phim, có thư ngỏ gửi Cục Điện ảnh về việc hỗ trợ đầu tư cho dự án phim Đất rừng phương Nam trong khuôn khổ chương trình sản xuất phim truyện điện ảnh do nhà nước đặt hàng. Căn cứ Điều 24, Luật Điện ảnh số 62/2006, QS11 và Thông tư số 15/2016, TTBVSTTDL về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định Kịch bản Văn học, đối với phim có sử dụng ngân sách nhà nước, Hội đồng Trung ương Thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện nhiệm kỳ năm 2017 đến năm 2019 và năm 2019 đến năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã thực hiện các bước thẩm định kịch bản phim truyện Đất rừng phương Nam. Căn cứ kết quả thẩm định ngày 14 tháng 6 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 1867, QĐVVSTTDL, về việc phê duyệt kịch bản Đất rừng phương Nam, đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện do nhà nước đặt hàng năm 2022. Theo quy trình sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước tại Điều 13 Luật Điện ảnh số 62/2006, QS11, việc đăng ký phim Đất rừng phương Nam tại quyết định số 1867, QĐVVSTTDL là bước đầu tiên. Sau đó, đơn vị sản xuất xây dựng hồ sơ dự án sản xuất phim, bao gồm kịch bản phân cảnh và phương án thực hiện, danh sách thành phần chính tham gia làm phim, tổng dự toán bộ phim, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dự án, năng lực tài chính, kế hoạch, tiến độ sản xuất, điều kiện ứng vốn, trình hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Căn cứ kết quả của hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ra quyết định sản xuất phim Đất rừng phương Nam điện ảnh dựa trên tổng số kinh phí được nhà nước phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi cân đối nguồn kinh phí được phê duyệt cho việc đặt hàng sản xuất phim năm 2022 cùng với một số lý do khách quan khác, bộ phim không nằm trong danh sách các tác phẩm sử dụng kinh phí nhà nước đặt hàng. Do đó, công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê đã tự thực hiện sản xuất bộ phim từ nguồn kinh phí của tư nhân. Trước ồn ào quanh bộ phim, nhà quay phim Nguyễn Trinh Hoan, giám đốc HK Phim và là giám đốc sáng tạo của Đất rừng phương Nam, khẳng định trong công văn đã ghi rõ đây là phim xã hội hóa chứ không nhập nhằng để có thêm nhiều quyền lợi. Phim được duyệt kịch bản và không được duyệt rót kinh phí sản xuất từ ngân sách nhà nước. Vậy tại sao công văn HK Phim gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Lãnh Đồng Tháp tháng 10 năm ngoái lại nhắc tới cụm từ nhà nước đặt hàng? Trước câu hỏi này của Vietnamnet, ông Trinh Hoan nói, trong điều 1 quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhắc tới điểm quan trọng là phê duyệt kịch bản Đất rừng phương Nam. Do vậy tôi có nhắc đến điểm này trong các công văn gửi các địa phương, để họ yên tâm rằng phim đã được nhà nước duyệt về mặt kịch bản. Với kịch bản đã được duyệt, thì sẽ dễ dàng trong việc cấp phép cho phim. Đây hoàn toàn là mặt thủ tục. Tôi biết khi làm dự toán phim trình lên, sẽ cao hơn mức đầu tư của nhà nước. Sau khi tìm hiểu, tôi biết sẽ rất khó để được duyệt mức cao như vậy, nên quyết định sản xuất phim theo hình thức xã hội hóa. Khi được hỏi các ý kiến tiêu cực về Đất rừng phương Nam, có ảnh hưởng tới các nhà sản xuất khác trong kế hoạch làm phần tiếp theo, Trinh Hoan cho biết anh từng nghĩ, nếu có các ý kiến về bộ phim sẽ không sao, nhưng sau đó thấy mọi người đã quan tâm quá mức cần thiết. Điều này sẽ rất khó cho các bộ phim liên quan tới đề tài mang tính lịch sử trong đó. Do vậy chúng tôi cũng phải cân nhắc có làm tiếp phần 2 hay không. Với cách mọi người đang đặt vấn đề với một bộ phim truyện như vậy, sẽ rất khó để nghệ sĩ sáng tạo được. Hiện giờ chúng tôi đang đau đầu giải quyết các vấn đề gặp phải, bởi khi bắt đầu sáng tạo phải nghĩ tới vấn đề làm sao thỏa mãn được đám đông, mà đám đông rất hỗn tạp và đưa ra những yêu cầu rất vô lý. Tổng hợp từ Dân trí, Vietnamnet. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.